Đây, chiếc này dành cho những anh em nào mà tay nhỏ vẫn thích đeo mặt nâu cọc kim. Thì đây, hôm nay em về được một deal này cực kỳ là hợp lý cho anh em luôn. Chiếc này ngoại hình đẹp 99%. Em đang quay cho mọi người xem các góc cạnh của nó thì mọi người có thể thấy về độ sắc nét các thứ còn cực kỳ là mới luôn. Đấy, và chiếc này sẽ dành cho anh em nào yêu thích thể thao và đeo chiếc này sẽ trông cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Phần dây thì không có gì để nói rồi. Và nó hơi bẩn một chút thì em sẽ lau qua lại. Nó bị cực kỳ dễ bám vân tay luôn. Vì cái dây này em cũng không khoái cái dây này lắm. Đây, đây, mặt của nó đây cực kỳ là đẹp. Chứ thì nếu mà anh em nào thích sự kiểu là nó nghệ nghệ một chút nghệ thuật đó thì em thấy cái mặt vi tính này sẽ hợp. Còn đây, giờ em tháo ra. Em sẽ quay kỹ hơn để cho anh em cùng xem cái vẻ đẹp của em nó. Đây. Thật sự luôn chiếc này phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Ngoại hình nhưng mà em không khoái cái dây lắm. Đấy. Cực kỳ là dễ dễ bám vân tay luôn. Em chỉ cần sờ nhẹ vào đấy là nó đã bị bám vân tay rồi. Và cái dây này cũng khá là dễ xước. Nhưng mà con này đẹp phần khóa thì còn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, nhất là cái phần khóa hộp này. Anh em này, đây, cái dây này cực kỳ là dễ bám vân tay luôn. Và nhưng mà thoải mái đeo thì cái dây này nó sẽ đeo khỏe hơn cái dây dây Jubilee nha. Dây này đeo cực kỳ là khỏe luôn. Và anh em mặc áo sơ mi đeo cái chiếc này thì thôi rồi luôn. Tình trạng chiếc này thì còn đầy đủ hộp sổ thẻ date 2018, đầy đủ số lớn số nhỏ và hộp zin. Và em đang giao lưu chiếc này cũng với mức giá cực kỳ là hợp lý luôn, chỉ hơn 300 một chút là anh chị em đã có thể sở hữu được em nó rồi. Nếu mà anh em nào có nhu cầu mà sở hữu em nó thì có thể liên hệ em qua số điện thoại ở góc trái.